Thấy thì hôm nay lại là một ngày trời mưa râm, và Gà quyết định ngồi xuống để quay với các bạn một video mà Gà cảm thấy cực kỳ hứng thú luôn. Trước tiên, như các bạn có thể thấy thì hiện tại trên tay Gà đang có 6 thỏi son của bộ son Lulu. Nếu mà các bạn là fan của Châu Bùi thì chắc chắn các bạn đã từng nghe tới bộ son này rồi đúng không? Đây là bộ son đến từ hãng Lulu của Hàn Quốc, kết hợp với chị Châu Bùi cho ra 6 màu son cực kỳ trendy, cực kỳ đẹp luôn. Gà đã thấy chị Châu Bùi sử dụng những cây son này trong cái video của chị kiểu rất là nhiều lần luôn á. Và mới đầu thì Gà cũng hơi đắn đo là không biết có nên mua hay không, bởi vì là mặc dù Gà rất là thích chị Châu Bùi, tuy nhiên theo thông tin của hãng thì mỗi cây son này sẽ được bán với mức giá là 350.000 đồng. Mà 350.000 cho một cây son thì nó cũng là một mức giá khá là cao đúng không? Mà Gà lúc mà xem chị Châu Bùi dùng thì Gà thích cả 6 màu luôn, và Gà rất là phân vân không biết nên chọn màu nào. Mà với mức giá 350.000 đồng một cây mà mua cả 6 cây thì thật sự là khá là chua. Tuy nhiên, may quá, trong thời gian gần đây thì Gà đã tìm được cho mình một deal tốt hơn để cùng một lúc sở hữu cả 6 cây son này với một mức giá cực kỳ tốt, chỉ với 259.000 một cây thôi. Và như các bạn có thể thấy thì Gà mua cả 6 màu luôn, tại vì Gà là một fan rất là cứng của chị Châu Bùi. Và link mua hàng thì Gà sẽ để ở dưới description box, để nếu mà bạn nào cũng thích cái son Lulu này lâu rồi mà chưa có cơ hội mua được, vẫn đắn đo như Gà hồi xưa, thì có thể tham khảo. Giá đại dạng chỉ còn 259k thôi, bớt hơn được hẳn hơn 90.000 so với giá gốc. Trời ơi, thích quá. Ok, nói nãy giờ cũng nhiều rồi thì chúng ta hãy cùng bay ngay vào phần swatch và review của Gà nha. Khi mua son thì mỗi cây son đều sẽ kèm theo vỏ cùng tone rose gold với thỏi son, nhìn siêu cấp sang luôn á. Tên hãng Lulu được in bóng trên thân son và cả tên của từng cây son cũng được in như vậy luôn, kỳ dễ phân biệt màu son luôn. Màu đầu tiên Fearless là một tone đỏ lạnh, đánh lên một phát là kiểu bừng bừng nữ quyền luôn á. Màu này thì không kén da và cũng không kén men răng luôn, da trắng hay là da ngâm nhìn dùng đều xinh hết á. Tuy nhiên đây không phải là một màu son mà Gà sẽ lựa chọn để dùng hàng ngày đâu, mà sẽ chỉ dùng trong những lần mà đi tiệc nè, đi chơi nè, mà kiểu trang trọng một xíu á. Tuy nhiên màu này sẽ rất thích hợp để thủ sẵn ở trong túi, tại vì cuối ngày khi mà lớp make up trôi đi quá trời rồi thì trông mình nhợt nhạt đúng không, thì chỉ cần quệt màu này lên một phát là mặt sáng bừng bừng. Màu số 2 Euphoria là một tone cam sang hô, trái ngược hoàn toàn lại với Fearless luôn. Màu này sinh ra chắc chắn là dành cho các nàng bánh bèo nhờ. Tone màu cam pha một xíu màu hồng nên nhìn rất là hàng luôn, da trắng đánh sẽ thấy cực kỳ hợp. Và đặc biệt là màu này gần nghỉ học sinh dùng đi học sẽ rất tự nhiên á, dùng làm màu má cũng sẽ xinh nữa bởi vì màu cam này rất là yêu. Màu số 3 Quirky là một màu cam cháy cực kỳ trendy, thích hợp cho cả da sáng và da ngâm. Đây là một sắc son cực kỳ phù hợp để dùng hàng ngày, tuy nhiên thì lại khá kén men răng. Về chất son thì đúng như hãng miêu tả, đây là chất Velvet Soft Lip, có một xíu tint thôi, lúc lên môi sẽ siêu mềm, siêu nhẹ, có hiệu ứng blur, đồng thời thì hơi bóng một chút xíu á. Khi phai đi thì sẽ để lại một lớp tint, tên màu cũng cùng màu với màu son trước đó. Màu số 4 Blessed, đây là một màu hồng đào cực yêu, Gà sẽ phân nó chung nhóm với màu số 2 Europhia, tại vì màu này cũng rất là phù hợp với các nàng bánh bèo nè, trắng một tẹo và rất là thích hợp để dùng hàng ngày trong những cái sự kiện tà, ví dụ như là đi học rồi chẳng hạn á. Và nếu mà chúng ta dùng màu này như là màu má hay màu mắt thì cực kỳ xinh luôn. Màu số 5 Rebellious thì đây đúng là phá cách kiểu Châu Bùi luôn á. Mới đầu Gà nhìn màu này thì Gà cực kỳ sợ, tại vì Gà nghĩ là kiểu nó có sắc tím á thì nó sẽ làm mình mặt mình tím nhạt đi. Tuy nhiên là khi đánh lên thì Gà mới thấy sắc tím này nó hoàn toàn không làm cho da mình bợt đi một chút nào, mà nó còn kiểu mang lại sức sống cho da nên nhìn da sáng hơn, thấy rõ. Và cái sắc này thì Gà cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, tại vì nó hoàn toàn không kén men răng luôn. Có thể là từ nay Gà sẽ trải nghiệm thêm son tím sau khi mà Gà mua cây này. Còn màu số 6 là màu Honest. Màu này là một màu cam đất cực kỳ trendy, thì chắc chắn là các bạn cũng biết là cái sắc cam mà pha một xíu đất và pha một xíu đỏ, một xíu nâu như thế này á, thì đánh nó sẽ cực kỳ tự nhiên và cực kỳ thích hợp cho bất kỳ hoạt động nào mà chúng ta làm hàng ngày đúng không? Đánh lên một phát là thấy mặt sáng bừng luôn á.
Còn này da trắng đánh thì lại càng trắng hơn, mà da ngâm đánh lên thì lại càng ngầu hơn, nên Gà cực kỳ thích màu Onyx này luôn. Chắc chắn cái màu Onyx này sẽ là cái màu mà được Gà sử dụng nhiều nhất. Đó, bên trên thì chúng ta đã có phần đánh giá, review, swatch rất là chi tiết của Gà đúng không? Nói chung là đây là một bộ son mà Gà rất là thích. Và Gà cảm thấy cực kỳ vui luôn, bởi vì đã có thể mua cho mình một món quà cực kỳ ý nghĩa trong dịp 20 tháng 10. Gà nghĩ là sau một khoảng thời gian lao động vất vả thì chị em chúng ta cực kỳ xứng đáng để sở hữu những thỏi son như thế này. Bởi vì nói chung là từ chất son cho đến màu son trendy, cho đến những màu son mà Gà nghĩ là không đẹp tuy nhiên mà lên môi Gà vẫn cảm thấy đẹp, thì Gà cảm thấy đầu tư cho cả 6 cây này cùng một lúc rất là xứng đáng. Tuy nhiên nếu mà để phải chọn ra màu mà Gà thích nhất thì chắc là Gà sẽ chọn màu cuối cùng, màu số 6 là màu Onyx. Tại vì như các bạn có thể thấy là hiện tại cũng đang đánh màu Onyx trên môi á, thì cái màu Onyx này có thể cho là một cái màu dễ dùng hàng ngày nhất, đi với makeup nào cũng hợp luôn. Và ngoài ra thì lúc mà đánh lên thì làm cho mình có cái cảm giác là nó rất là hàng ngày á, nên Gà cực kỳ thích màu son này. Và Gà cảm thấy là kết hợp với những bộ quần áo mà Gà hay mặc ở Đà Lạt đồ đông á thì cũng cực kỳ phù hợp. Nên nếu mà Gà phải chọn màu thích nhất thì chắc chắn Gà sẽ chọn cái số 6 Onyx. Tuy nhiên là cả năm cây son này, bắt đầu thì Gà nghĩ là Gà sẽ không hợp với màu Revolius hoặc là màu Blaze. Tuy nhiên là khi mà Gà thử lên môi thì Gà cảm thấy kiểu gì cũng thích hết trơn á. Nói chung là Gà rất là thích đó. Một lần nữa thì link mua son Gà đã để ở dưới description box. Các bạn hãy nhấn vào link để có thể mua son với giá ưu đãi nha. Ngoài ra thì Gà sẽ có chèn một clip hướng dẫn để các bạn có thể hình dung, mường tượng đến cái quá trình mua hàng một cách dễ dàng hơn. The perfect chemical, I gotta test, I gotta know. You know I'm the criminal, but I could take your heart. Đây là màu Onyx trong điều kiện ánh sáng thường, cực kỳ xinh luôn á. Và cảm thấy là cái màu này kiểu đi với makeup nào cũng sẽ được đúng không? Đây là một cái màu như lúc nãy em cũng đã nói, thì nó là một cái màu cam có pha đỏ nâu, nên nó sẽ cực kỳ tôn da luôn. Và ngoài ra là các bạn có thể thấy là cái màu má, cái màu số 2 á, lên cũng rất là đẹp. Và đừng quên là nhấn chuông để mỗi lần Gà ra video thì các bạn sẽ được thông báo nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.